Dạ test dừng điện cho khách Fazemi năng lên lên. Lúc này là hạ xuống. Lúc này là hạ chân. Muốn trở về vị trí cũ thì bấm nút ngược lại rồi. Nút này là nghiêng trái. Nút này là nghiêng phải nè. Mình hạ xuống cái rồi mình mới nghiêng phải được. Nút này là mở vô. Đây mình bật nút mở bô thì cái bô nó sẽ xuống. Thì cái này thì nó còn trong cái kiện trong bọc, thì mình về mình dán cái nệm vô cái phần giường là nó sẽ hạ xuống luôn. Phần bô sẽ được đưa lên. Rồi xong nút này là đóng lại. Thì cái phần thanh giường nó sẽ được đưa lên, thì mình kết nối giữa cái nệm chính giữa với cái phần thanh giường này nè. Nút này là nút tư thế ngồi, mình chỉ cần đè vô nó chuyển sang tư thế ngồi cho mình. Đây phần chân nó sẽ hạ xuống, phần đầu nó sẽ đưa lên theo kiểu tư thế ngồi. Này là đặt lại tư thế ban đầu. Ở dưới này nó có mấy cụm dây trong nệm nè, mình về mình buộc vô cái vạt của cái giường luôn là nó kết dính, nó không có gờ gạt nữa.
này là nút dừng khẩn cấp, thì giống như là mình đang thao tác đặt lại hay thao tác nghiêng trái nghiêng phải tư thế ngồi đùa, thì mình muốn dừng khẩn cấp thì bấm nút này là nó sẽ dừng liền. Còn nút này là cái nút nghiêng tự động, thì trong khoảng mình nghiêng trái hoặc nghiêng phải á, thì mình bấm 30 đến 40 phút thì nó sẽ tự động nghiêng, và nó tự động khóa 30 đến 40 phút thì nó sẽ trở lại bình thường. Phụ kiện nó gồm một thanh truyền dịch, một cái bô, đây là cái đầu của thanh truyền dịch, một hai gội đầu, một ống xả, một tay quay dự phòng khi mà mình cúp điện thì mình có thể quay cơ được. Đây là hai gội đầu thì mình lấy cái mảnh chính giữa ra là được. Mình cho hai gội đầu vào. Đây là hai thanh trắng. Để bàn ăn.